truyền hình xuất phát tại Điện Biên, khán giả không chỉ được đón xem những pha nước rút đầy mạnh mẽ, mà còn được nhìn ngắm những hình ảnh hoa ban nở trên cung đường Tây Bắc tuyệt đẹp. Và tại đây sẽ có chặng đua vòng quanh thành phố Điện Biên Phủ với 15 vòng, tổng lộ trình dài 52,5 km. Điểm Sprint 1 sẽ được tính ở vòng thứ 5 và Sprint 2 sẽ được tính tại vòng thứ 10 của chặng đua. Tiếp theo chúng ta sẽ được khám phá vẻ đẹp của vùng núi rừng Tây Bắc với chặng đua thứ 2, vòng quanh thành phố Sơn La với tổng lộ trình là 62 km. Dù gọi là chặng đua vòng quanh thành phố Sơn La, nhưng đây sẽ là chặng đua thi đấu theo thể thức đường trường. Điểm xuất phát và kết thúc ngay tại quảng trường Tây Bắc. Điểm Sprint 1 sẽ tính ở vòng thứ 2 và Sprint 2 sẽ tính ở vòng thứ 3. Chặng thứ 3 của lộ trình, chặng đua vòng quanh tại Hòa Bình. Chặng đua sẽ có tổng cộng 8 vòng với tổng cự ly là 52,8 km. Lộ trình thi đấu khi đi qua cầu Hòa Bình 1 và Hòa Bình 2, khán giả sẽ được nhìn thấy đập nước hùng vĩ của Thủy Điện Hòa Bình. Điểm Sprint 1 sẽ được tính ở vòng thứ 3 và điểm Sprint 2 sẽ được tính ở vòng thứ 6. Tạm biệt Hòa Bình, đoàn đua sẽ tiến về Hà Nội với chặng đua thứ 4. Tổng lộ trình ở chặng đua này sẽ dài 124 km. Điểm Sprint 1 sẽ được tính tại Sơn Tây, Hà Nội. Điểm Sprint 2 sẽ được đặt tại Vĩnh Phúc, thành phố Vĩnh Yên. Chặng thứ 5 sẽ là chặng đua truyền thống quen thuộc của cúp truyền hình, vòng quanh bờ hồ Hoàng Kiếm. Các tay đua sẽ chinh phục lộ trình dài 42,5 km với 25 vòng. Vòng thứ 8 sẽ là điểm Sprint 1 và vòng thứ 16 sẽ là điểm Sprint 2. Tiếp nối vòng đua Hồ Hoàng Kiếm sẽ là chặng đua từ Hà Nội đến thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa với tổng lộ trình dài 127,5 km. Điểm Sprint 1 sẽ nằm ở Hà Nam, cách 31 km so với điểm xuất phát. Điểm Sprint 2 sẽ nằm ở Ninh Bình, cách 65 km so với điểm xuất phát. Kết thúc chặng đua thứ 6, đoàn đua sẽ được nghỉ tự do tại thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa để chuẩn bị cho chặng đua vô cùng quan trọng là đồng đội tính giờ. Đó là lộ trình chi tiết cho 1/4 lộ trình đầu tiên của cúp truyền hình 2024 này. Tập tiếp theo sẽ là những thông tin vô cùng thú vị cho các chặng đua quan trọng ở giai đoạn 2 của lộ trình. Mọi người hãy cùng đón theo dõi nhé!